Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để chuyển một cái cục sạc của laptop mà 2 giây của các cái nhãn hiệu như là Acer này, ASUS này, Toshiba này, Lenovo này các bạn, hoặc là Sony chẳng hạn, thì nó có chỉ có 2 giây đầu ra là 19 và max. Trong lúc đó cái dây của máy sạc HP thì nó lại là một cái dây có 3 sợi, gồm có dây màu đỏ là dương 19, dây trắng này là mát, và dây màu đen này là dây của rắc kim ở giữa các bạn. Rắc kim ở giữa này, đầu rắc kim các bạn nhé. Đó, để rắc kim màu vàng 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 đấy, nằm ngay chính giữa đấy. Thì cái rắc kim này chính là cái dây bảo cho nó có lần sạc cho viên pin của máy HP. Mà nếu không có điện áp ở đây thì nó sẽ không bảo sạc, thậm chí nó không nhận diện được cái cục sạc HP khi mình cắm vào trong cái máy laptop HP. Cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chế, rất đơn giản các bạn. Bây giờ các bạn chỉ chuẩn bị cho mình là một cái cục adapter 2 dây, hiệu gì cũng được các bạn nha, miễn là còn tốt. Và cắt sẵn hai đầu này cho mình, cắt sẵn hai đầu này, dương 19, âm 19, và chuẩn bị sẵn cái dây của máy đeo hoặc là máy HP đều giống nhau các bạn nha, sử dụng được hết, gồm có 3 sợi và là dây tốt các bạn nha. Các bạn lấy dây này ở đâu? Ở những cái hộp của đeo, đeo các bạn, máy đeo bị hỏng, bị hỏng mặt, các bạn lấy mở ra lấy dây các bạn nhé. Hoặc là HP, cục sạc HP nguyên của nó mà bị hỏng thì các bạn cũng mở ra lấy dây để các bạn chế vào cái trường hợp này. Ngoài ra các bạn chuẩn bị cho mình một cái diode thủy tinh các bạn, diode thủy tinh này, và một cái trợ 330 kilo ohm các bạn nhé. Một cái trợ này 330 kilo ohm các bạn nhé, phải chính xác nhé. Hoặc là các bạn dùng cái trợ dạng này cũng được, các bạn dùng trợ dạng này cũng được các bạn nhé, cũng được hết, miễn là chỉ số của nó là 334, tức là 330 kilo ohm, là các bạn dùng đúng. Các bạn nhớ là trợ này phải chính xác các bạn nha, sai là nó không hoạt động đâu. Rồi các bạn tiếp tục theo dõi nha. Tiếp tục các bạn nha, trước khi hàng thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để hàng theo cái sơ đồ này. Rồi các bạn nhìn vào sơ đồ này là các bạn sẽ thấy này. Cái cục Acer này, cái cục này được gọi là cục Acer, ASUS, Toshiba gì đó, có 2 dây dương và âm, thì dương là nằm ở đây các bạn, âm là xem như là không vô ở đây các bạn. Thì các bạn sẽ hàng dây âm này qua dây âm của cái này, của cái rắc này, dây âm của cái này hàng qua dây âm của cái này, dây dương của cục này hàng qua dây dương của cái dây HP này. Vậy là hai dây âm dương đã hàng nhá. Còn riêng sợi dây kim màu đen các bạn, sợi dây kim màu đen là đây các bạn, là đây, thì các bạn sẽ hàng qua một cái diode và một cái trợ 330 kilo ohm. Cái diode này hàng vào chính 19V, dương 19V. Sau đó bên kia của diode hàng vào điện trợ 330 kilo ohm, bên kia của chân điện trở hàng vào dây màu đen của rắc kim HP này. Đó là cái sơ đồ các bạn sẽ làm theo. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu hàng theo cái sơ đồ này các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành hàng nha các bạn. Đầu tiên mình hàng sợi dây mát vào trước.
sợi dây mạch nha, tức là màu trắng, màu quá sợi dây mạch bên này. Rồi sợi dây mạch hàng xong rồi các bạn nha. Kế tiếp các bạn hàng sợi dây dương của hai bên lại với nhau. Rồi hai dây đã hàng xong, bây giờ tiến hành tiếp theo chúng ta sẽ hàng cho sợi dây kim. Sợi dây kim nha các bạn. Sợi dây kim thì các bạn hàng cái đi ốt trước. Các bạn chú ý này, đi ốt thì có cái vạch màu đen ở bên này. Bên này không có vạch. Thì cái phía mà bên không có vạch này á, là các bạn hàng vào dương 19 các bạn nhá, nhớ nhá. Chân đi ốt không có vạch, không có vạch thì các bạn hàng vào dương 19. Rồi nhìn rồi các bạn. Còn bên phía đi ốt có vạch thì các bạn hàng vào một chân trợ. Một chân trợ các bạn nha. Rồi bên kia của chân trợ 330 kỳ này á là sẽ hàng cái sợi dây màu đen. Rồi mình kéo dây màu đen qua, móc dây màu đen qua đây, móc dây vào để hàng cho chắc chắn các bạn nha. Rồi xong rồi các bạn. Rồi đã hoàn thành rồi đó. Rồi các bạn kiểm tra lại lần nữa này. Các bạn kiểm tra lại lần nữa cho nó chắc chắn nha. Âm của cái cục này, cục nguồn này, âm của cục nguồn này các bạn hàng vào dây trắng. Đúng rồi nha. Dương của cục nguồn này, dương 19 á, là hàng vào sợi dây đỏ. Đúng rồi các bạn nha. Đồng thời một cái đi ốt bên kia cái cực của đi ốt mà không có vạch đen là hàng vào dương 19. Đúng rồi nha. Bên kia vạch của đi ốt màu đen thì hàng vào chân trợ 330 kỳ. Cái trợ này là nếu các bạn kiếm nó là sẽ có màu cam cam vàng các bạn nhé. Cam cam vàng. Cái trợ này nó mờ rồi không ra. Cam cam vàng các bạn nhé. Là 334. Bên kia của cái trợ 330 kg này là hàng vào sợi dây đen. Đó, vậy là xong các bạn. Rồi, chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cố định cái này lại các bạn nhé, cho nó các bạn băng hoặc cố định lại cho nó chắc chắn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắm điện thử bên này nó có nguồn không các bạn nhé. Rồi tiếp tục các bạn, bây giờ mình đã chuẩn bị đồng hồ để đo vôn của cái dây này xem nó có không nè. Dây nguồn cắm sẵn nguồn này, để bây giờ mình sẽ cắm vào cái adapter mà mình muốn chuyển đổi nha. Rồi nguồn vào các bạn xem, đỏ đen các bạn nha, đỏ đen này. Bây giờ mình sẽ đo luôn ở phía ngoài này. Âm là để có đen, cực dương bên trong. Cực dương bên trong các bạn nha. Rồi mình đo sẽ có 19V này. Đồng hồ đang chỉ là 24 đúng. Và mình đo luôn cái chân kim ở giữa các bạn nha. Chân kim này, các bạn để ý cái chân kim này. Chân kim ở giữa này nha. Mình sẽ đo luôn cái chân kim này để cho các bạn xem. Rồi chân kim này.
Rồi, nó cũng chỉ là tầm 20 V. Nó cũng chỉ là tầm 20 V các bạn. Như vậy là sau khi qua một cái diode với một cái trợ 330 kỳ, nó có giảm rất ít, giảm không phẩy mấy giờ. Rồi, như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn cách để chuyển đổi một cái cục sạc laptop các loại thường chỉ có 2 giây trở thành một cái cục sạc 3 giây là HP. Bây giờ các bạn chỉ cắm cái này vào là nó sẽ cù máy, nó sẽ nhận đen màu trắng, nó sẽ đỏ chứ không bị chớp chớp các bạn nhé. Như vậy là các bạn đã theo dõi và các bạn sẽ làm theo giống như mình sẽ là thành công các bạn nha, vì mình đã làm cái này rất là nhiều rồi, cắm vào là nó sạc rất tốt và máy HP 14 inch, 15 inch là đều chạy tốt, sạc pin rất là tốt các bạn. Rồi còn điện cái này các bạn sẽ tự băng bỏ lại các bạn nhé, tự cố định lại. Mình chỉ giới thiệu cái phương pháp để làm thế nào để chuyển đổi, để cho các bạn có một cái cách mà đơn giản có sẵn trong tay, cái gì các bạn làm được là. Và các bạn rõ ràng thấy ở đây là toàn linh kiện mình tự tìm lấy, không mất đồng nào. Cái hay của phương pháp này là tận dụng tất cả những thứ có sẵn ở trong nhà của bạn để các bạn làm mà không phải cần phải đi mua, không phải tốn đồng nào cả. Nên đây là một cái trường hợp làm rất là hay, mình rất là vui vì được chỉ dẫn cho các bạn cái cách này, không tốn kém gì cả mà là quá đơn giản, ai cũng làm được. Các bạn chỉ câu mấy sợi dây này là xong, chẳng khó khăn tí nào. Rồi chúc các bạn thành công nha, và hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Chào các bạn.